Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11. Em có lên được một số những mặt hàng phô mai rất là đẹp, trong đó có những cây mai vàng để bàn một người bưng bê. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em ngày hôm nay. Cảm gửi đến là cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn luôn ủng hộ em trong tháng 10 vừa qua nha. Đây là đầu tháng mới rồi. Rồi đầu tiên vô thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cây mai vàng đúng nghĩa là gọi là một người bưng bê. Đây rất là đẹp luôn nghe cả nhà. Đến với kinh mai vàng miền Nam của em thì em sẽ cho cả nhà mình coi những phôi mai vàng. Nó sẽ không có phải là lớn đâu, nhưng mà nói về một cây mà cô chú chị có thể mua về sưu tầm, đúng nghĩa một cây sưu tầm thì nó có vé lắm hay cả nhà. Quanh eo chỗ nào đo được thì em đo nhỏ nhất cho cả nhà mình ha, chứ nhét thước vô nó cũng hơi khó hay cả nhà. Đây, nhỏ nhất của nó được 25. Đây là cái cũ của nó, ở dàn trên của nó là được 41. Tổng cái cục đế em đo đạc ha là được 75. Đường kính bầu em đang làm hiện tại của nó là được 36. Của chúng chị về nhà ép vô chậu 35 rất tuyệt vời. Tả về cây mai, hình hài nó như một con thú như thôi nha, tại vì cái hình hài của nó mình có đuôi nè, có cành một nè, là nó dạng như thú. Còn cái dàn chân của nó chỉ là như những cây chật bình thường, đuôi nè, cành nè. Em bắt đúng ra cái thằng chủ nó nằm ở đây, nhưng mà mình chơi mô hình thu nhỏ mà mình sẽ cắt vút lại, đọc chủ sẽ nằm ở đây à, ngay tâm nó xà cành này xuống, xà cành này xuống. Cây này đẹp lắm nha, nhìn nó rất là dễ thương. Em nói cô chú chị em nghe luôn, cô chú chị có thể mua cây 500.000, 600.000 lên tới vài triệu đi, mà nó sẽ chưa chắc gì nó đã có một cây gọi là sưu tầm. Đây, cây này của em sưu tầm với một cái mức giá em giao lưu cả nhà mình luôn 3.500.000, em bao ship nha. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú chị gần xa. Giờ em lên cây số 2. Cây số 2 một cây mai đế cực kỳ gọi là đã, em xin lỗi, cũ cực kỳ gọi là đã luôn nghe cả nhà. Nói về đế thì nó phải nằm dưới full bốn mặt, đế gọi là đế VIP. Còn cây mai này nghiêng về gọi là cây cũ nha cả nhà. Mặt tiền nè, tại mặt hậu đây của chú ơi. Đó, nói chung cái mẫu cây này á thì nó được cái cũ thôi. Còn thân thủ mà nếu mà mình nó VIP á, thực sự cây này nó không phải gọi là một cây thân thủ VIP, nó là một thân thủ cây giáng long. Nhưng mà cũng nhiều anh em thích những cái mẫu giáng long ha, tại vì điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, đó, nuôi cây rất là dễ chỉnh sửa ha. Hoành eo nhỏ nhất của nó là được 20. Đây cái cũ của nó đây ha cả nhà. Cũ của nó hiện tại em đo của nó công là 53, quanh chỉ có 20 thôi mà cái cũ của nó hiện tại đặt là 50 mấy. Cây này cũ lớn ha. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 37, chiều cao em đang cắt lùng lại chỉ còn 35. Cây rất là đẹp ha cả nhà. Thân thủ đẹp, cút cành đẹp. Một cây mai đúng nghĩa là một cây sưu tầm ha. Đây, cũ đó. Điểm dương thứ nhất, điểm dương thứ hai, điểm dương thứ ba. 3 nằm đây, 4 nằm đây ha. Đọc chủ em cắt giót ngay tâm. Rồi, cây này là cây số 2. Em xin mạng phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 3.500.000. Em bao ship nha. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay. Trong những dòng mai vàng thì nó rất là nhiều cây, nhưng đặc thù chỉ là mai vàng chỉ là một thôi. Nhưng khác nhau là giống mai. Ừ, cây này có thể gọi là cây giả thu đức, cây kia có thể gọi là cây cúc thọ hương này kia. Còn riêng cây này, mai vàng, nhưng người ta hay gọi là gốc nhớt. Gốc nhớt là trồng ai của tôi, chị nhìn thấy không, cũ nè đó. Rất hiếm những cái dòng cây mai mà được cũ gốc nhớt như vậy mà giá chỉ có vài triệu thôi. Cô chú chị đi bất kỳ nơi đâu sẽ có những cây gốc nhớt rất là bự nhưng giá thành rất là cao. Còn đến với mai vàng miền Nam của em thì giá rất là phải chăng ha cả nhà. Đây, một cây giáng siêu đó, đường thân lắc léo ha cả nhà. Cốt này có rồi nè, là điểm quan trọng nhất. Nó có cái chi dư đây, em cắt bỏ em lợp chi này thì trên này mình ra trên này ha. Anh này có một chi điểm sau lưng gọi là chi phong à. Cái này nói chung nhìn cho chủ như thực sự nó đầy đủ cốt cành ha cả nhà. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 28. Cái củ gốc gốc nhớt mà cát tròn của nó đây là được 53 ha cả nhà. Đây, còn em đo tuốt cái bệ này dưới này của nó nè. Thường thường ê nhém nữa chồng, nhém này em đo sai, chỗ này em đo của nó không là 61 ha cả nhà. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 40, của chúng chị về nhà bắt buộc phải vô chậu 40, tại vì sát cây mai nó lớn, của chúng chị ép vô chậu 35. Bầu vừa nhưng cái thân thủ của cây mai nó sẽ không có đồng thanh đồng tụ do so với cái chậu. Em quay tổng thể cây cực kỳ gọi là nét cây ha cả nhà. Cũ lớn mà thân thủ cũng đẹp. Cây này là một cây mai theo đúng nghĩa của nó, mình gọi là cây nó cũng có thế nghệ thật cực kỳ đã ha. Rồi, cây này cây số 3 em xin mạng phép cho luôn, giá của chú anh chị em là 4.850.000, em bao ship toàn quốc. Với cái giá này cô chú chị sưu tầm được một cây gốc nhất rất là đáng ha. Rồi giờ em lên cây số 4.
Rồi, cây này là cây số 4 của ngày hôm nay, một cây mai vàng. Em gọi cây này là cây bị bom hàng hay cả nhà. Em bán cây chỉ có triệu mấy thôi, nhưng con cái thì với cái tiêu chí bên em bán hàng thì kể từ nay về sau bên em sẽ nhận cọc với những anh em khách lạ hay cả nhà. Đây, cây triệu mấy không nhận cọc, giao đến nơi không nhận. Đó, quanh eo nhỏ nhất của nó là được 13 củ nè. Khéo lắm ha cả nhà, chiều cao hiện tại 30, đường kính bầu đang làm của nó được 33. Đây cả nhà mình ơi, nhỏ gọn thôi. Cái này lúc đó tờ bán là 1.500.000, ngày hôm nay sale hàng rồi, muốn bán để cho người có duyên tiếp tục, người thứ hai mua em ủng hộ em cái này, chuyển khoản em 1.000.000, em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em 0912256200, dậm lên cây số 5 ạ. Cây số 5, một cây mai vàng gọi là hàng để bàn. Em xin lỗi cả nhà mình, tại sao cây này em gọi lại xin lỗi? Tại vì hàng này hàng dòng mini, nhưng có cái sáng anh em làm em quên gọt bầu ha cả nhà. Cây này em gọt bầu nữa, cây này cực kỳ gọi là một cây mai đẹp, nhỏ gọn, một người bưng bê ha. Đây, thân thủ nó đúng ra nè, đường thân vậy nè. Nhưng mà mình đã chơi cây rồi á, không lẽ mình cứ đi theo cây bếp xe cũ. Không bao giờ mà em cắt cây theo một cái lối riêng, em cắt đều là khác nhau hết. Đôi nè, lượn lên đó, mình làm con độc chủ lượn lên đây nè, nó sẽ khéo em nè cái nè. Chứ đâu khi mình nuôi ở đây cây nó lỡ cây lắm, cắt ở đây nuôi lại lỡ nữa, tại vì nó đơ đoạn này. Đây mình truyền theo cây đó, nó truyền lên nó sẽ đẹp hơn nha. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 18, cục đế em đo ngang ở đây là được 50. Cô chú anh chị nếu mà vô chậu ha, em canh chậu cho cả nhà mình, đường kính bầu hiện tại em đang làm tới 42, ép chậu vô chậu 35, chậu hộp xoài, chậu chữ nhật, chậu vuông cũng được ha. Đó, gốc một có, đuôi có nè, mặt bên này đây nó cũng có cái bụng thôi. Còn đế em sẽ không đánh giá cao về cây này. Cây này thì em gọt bầu hay cả nhà, em sẽ giao cho cả nhà mình giá cây này là giá 2.000.000, em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Giờ em lên cây số 6 ạ. Cây này là cây số 6 hay cả nhà, một cây mai vàng gọi là cây bonsai lùng lực, vẫn gọi là một cây một người bưng bê, tại vì cái bầu em làm lớn theo cây, cụ đế rất là đặc luôn ha cả nhà. Cả nhà mình biết đến á, thì cái giá thành của một cây, giá trị của một cây sẽ không có nói về 5.000.000 là cây phải hoành nó như thế nào, không ha cả nhà. Cây này giá 4.000.000 mà hoành bé xíu. Đây cho cả nhà mình coi ha, hoành eo nhỏ nhất của nó là được chỉ có 19 thôi nè. Nhiều anh em sẽ vẫn cứ tính theo cái hoành mà mình xét về cái giá, cụ nó đặt của nó là được 1m ha cả nhà. Chiều cao hiện tại cái này là được 30, đường kính bầu đang làm của nó được 44, cốt ngọt có, đuôi có, đặc chủ có nè. Cành này cô chú anh chị thấy tại sao tại không để cắt đây, tại nó nằm ngang ra. Thì cô chú anh chị nuôi dương ngày trước vậy nè, vậy nè, cổ đuôi mình nuôi ở đây, chi này chi dư ha cả nhà, em vẫn để luôn. Nó còn đây mặt hậu, em quay lúc nào cũng vậy, không có khi nào mà mình che mình giấu. Mặt hậu, cốt cành em sẽ đánh giá cao về nó, tại vì nó có cành phong. Ha, tộc chủ nhìn thấy rõ, chi lợp đuôi có thấy rõ, nhưng đế của nó sẽ không bằng mặt tiền ha cả nhà. Cây nhỏ gọn nhưng mà gọi là một cây nét cây lắm. Cây này thì em giao lưu với giá cả nhà mình luôn là 4.550.000, em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại của em 0912256200, em có để dưới màn hình của chú anh chị coi và ủng hộ. Chốt đơn cây nào cứ gọi lại cho em thương lượng lại giá cả. Rồi dợm lên cây số 7 ạ. Cây số 7, cô chú chị nhìn thấy em lựa chọn cây số 7 là một cây mai mà em rất thích. Trước giờ bao nhiêu năm nay, từ năm 2018-19 tới giờ, em luôn luôn lựa chọn 1, 7 và cây cuối clip là những cây tiêu biểu nhất. Đó là mình đang làm theo một cái gì đó trước giờ thì em làm sao thì em luôn luôn làm vậy, em sẽ không bao giờ em thay đổi ha cả nhà. Cô chú chị nhìn thấy cây này đã không? À, đúng ra thì sẽ nuôi từ cái đọt chủ nằm đây nó sẽ khéo. Nhưng mà cái cảm giác khi mà em cắt cây á, thì em sẽ có một cái điểm dừng. Nhìn đây, tuy mình nuôi phong cao nhưng mà cái cảm giác của chú chị nhìn vô cây nó sẽ có cái gì đó nó hơi cổ cổ, hoài niệm cổ á. Chứ lắc nè, đó, chứ đúng ra mình cho bonsai phải không? Một gọng lên nè, à, từ đây lên, đọt chủ, đuôi, ha, cút một ra là được rồi. Còn đây là mặt hậu. Mặt hậu thì nó vẫn có cũ nhưng mà sẽ không bằng mặt tiền ha các nhà. Đuôi rất đã ha, cây này có cái đuôi khéo, phải nó khéo cực kỳ. Hiếm dữ lắm mà chủ vườn mới làm được những cái đuôi mà như vậy, cái này xoắn lại cái nó nguyên cục, nuôi gà là lập chi đây. Quanh eo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 25. Đây cái cục đế quan trọng nhất là cái điểm mấu chốt nằm ở đây là được 70 ha cả nhà. Cái cũ đặt của nó không là 70, em đo đúng nha, đo chuẩn nha. Chiều cao hiện tại cái này
là được 46 đường kính bầu, em đang làm của nó là được 35, vẫn ép vô chậu 35 lọt lòng được ha. Em coi bên này được hai cả nhà, ép chậu 35, cái này ép được, tại vì sao, cây nó sẽ không có lớn hoành, nó được cái củ và đường thân nó gọn thì mình có thể mình ép được cuốc cốt này ngắn lại cái hai cả nhà, lạp ra nó sẽ khéo hơn. Cây này thì nó nhìn nó cổ á. Rồi cây này là cây số 7, em xin bằng phép cho luôn giá của chú anh chị em 5.750.000, em bò ship nha. Giờ em lên cây số 8 à. Rồi cây này là cây số 8 hai cả nhà, cây này là một cây full đế 4 dắt hai cả nhà, lùng lực, cây dạng như vẫn là cây thú đó. Cốt một có nè, đuôi có nè, chỗ này chưa có, chỗ này gọi là cái điểm chi thứ hai đi hai cả nhà, chưa có. Nhưng đối với những anh em đã chơi cây lâu năm rồi, quan trọng nhất là cái cành một nó có, là cái điều lợi thế mình nuôi cây rất là nhanh. Tại vì sao, điểm một là một cái chi cành vị trí đầu tiên mình nuôi đó, nó như vậy hai cả nhà, như vậy nó độc chủ múa lên một phong tàn nó nhỏ gọn vậy thôi. Cây này thì nó có cành một, đuôi và nó có chi phong đây. Chi phong rất là khó hay cả nhà, rất là hiếm có những cây mai vàng có đầy đủ chi phong. Còn cái mặt hẹo nè, cô chú chị nhìn đây nó còn cái vết keo, nhưng thực sự nó đã lành 100% rồi, nó chưa có lão hóa, nó chưa có già để cho mình nhìn thấy được cái điểm đẹp của vết thẹo nó. Đôi khi có những cây mai vàng nó có thẹo nó cũng đẹp hay cả nhà, liền 100% mà cây này khéo đó, cây sù luôn á, quanh eo nhỏ nhất của nó là được 29 năm ly đây, cũ đây hai cái nè. Cái này là được 1m04, chiều cao là được 40, đường kính bầu em đang làm của nó là được 49. Đế em sẽ không có chê nó, em chê nó có cái là cái vị trí cái cành một nó đóng hơi cao thôi, nó chỉ đóng hơi cao thôi nghe cái nè, còn ngoài ra thì đầy đủ rồi. Đế tại vì em chưa có vệ sinh á, tại xù em ít vệ sinh lắm, cái này xù từ bên này ha, nguyên cái phần này xù vàng khè hết trơn, xù chảy dày cộm cỡ ngón tay em luôn á. Rồi với một cái cây mai xù á thì cô chú anh chị sẽ mua theo một cái mức giá nó cao nhất định luôn á. Còn đến với em cái này em giao lưu cả nhà mình luôn 5.700.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Cô chú anh chị đã có được một cây mai vàng xù, thân thủ có rồi nè, cốt cành có rồi nè, rất là mau chơi ha. Rồi giờ em lên cây số 9 nè. Dạ rồi, cây này là cây số 9, một cây mai vàng giáng long hai cả nhà. Những cái mẫu cây giáng long thì em biết rất là nhiều anh em mình thích những cái mẫu giáng long. Như câu em đã nói là những cái điểm co của nó rất là dễ nuôi. Co thứ nhất, co thứ hai, co thứ ba, co thứ tư, co thứ năm, độc chủ nằm ở đây. Em cắt hơi dư đó hai cả nhà, đây là để cho cô chú chị lựa chọn cái chi cành cho nó dễ. Còn sao vẫn có chi phong hai cả nhà. Đế thì em sẽ không có chê cây này, em chê nó cái là nhỏ thôi, chứ phải chi mà bự phân chừng 4 mét hoành nhìn cây nó mới lực nữa hai cái nha. Mặt tiền đây hai cái nha, nó em đo thông số quanh eo nhỏ nhất của nó là được 22, tổng cái cục đế nè là được 97 đế đặt hai cái nha. Vậy trời, chiều cao là được 50 đúng, đường kính bầu em đang làm của nó hiện tại là được 45. Cô chú anh chị sẽ rất, khi mà cô chú anh chị đi mua mai á thì bây giờ rất là dễ lựa chọn, tại vì rất là nhiều shop là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mẫu mã rất là đa dạng. Thì cô chú anh chị biết rồi, là mai vàng 10 năm của em là trước giờ là chỉ là chuyên về phôi mai, là những cây gọi là dòng bonsai ha cả nhà. Thì cô chú anh chị chơi cây thì quan trọng nhất là sao, phải có đế, để phải có thân thủ, là phải có thân thủ, cốt cành có là yếu tố thứ ba, quan trọng nhất là cái giá nó có hợp lệ hay là không. Cái này em giao lưu giá cả nhà mình luôn 4.450.000, em bao ship, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Dậm lên cây số 10 ạ. Cây số 10 rất là quen thuộc với cả nhà mình luôn nha. Đây là cây cây ngày hôm nay em làm, em khai thác nó được là coi như là được 11 12 ngày à. Cô chú anh chị mua về là trồng liền. Em chỉ còn đúng hai cây của lô cũ, và những cái cây kia, cây bự thì chắc có lẽ là ngày mơ em sẽ không có quay lên lửa nữa. Em sẽ bán lẻ với những anh em khách hàng mà đã mua bên em, em sẽ gửi hình ha. Tại vì những cái dòng này thì em sẽ không có quay lần thứ hai, lần thứ ba nữa ha cả nhà. Hàng cù thì em cũng còn lại mười mấy cây nữa em mới bán hết. Quanh eo nhỏ nhất của nó là được 19 ha cả nhà. Cái này nó có cái nội đế à, nó giá luôn nè. Cô chú chị mua cây này 2 triệu bằng cái giá bữa ai trả giá em trên like nè. Nội đế của nó là được 1m04 hay cả nhà, giá 2 triệu cây này quá hợp lệ luôn cả nhà mình ơi.
thì ship không hết 300.000 này. Chiều cao của nó được 42. Đường kính bầu của chúng chị về nhà vô chỗ 40. Đây em quay lại nè. Đó, cây số 10 giá chỉ có 2 triệu thôi, em bỏ ship toàn quốc, đảm bảo cả nhà mình luôn. Nhận cho Mai nói: "Ừ, Tài ơi, cây này đẹp, giá tốt." Rồi giờ em lên cây 11 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 11, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Em lên đây là cô chú chị ơi, mua cây này đi. Nghe lời em, tin tưởng em, mua cây này. Giá 3 triệu của chú chị mua cây này, hợp lệ không? Quá hợp lệ luôn. Quanh eo. Nhỏ nhất của nó là được 27. Ây trời ơi, cục đế đo đây nè. Là được 88. Chiều cao em đang làm của nó là được 37. Đường kính bầu em đang làm của nó được 45. Thân thủ khỏi chê rồi cô chú. Cây đẹp, sức mạnh cực kỳ gọi là khỏe. Hai cái nè, giá 3 triệu được một cây mai sù. Nhổng phao câu đế cực nét luôn. Số điện thoại của em là 0912256200. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết 11 cái đoạn clip của em cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em mua bán thì lúc nào em cũng luôn luôn là trung thực, tại vì có sao em nói vậy. Ngày hôm nay 11 cây là đã 9 cây hàng mới, 2 cây hàng cũ. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng miền Nam của em. Nếu thấy Mai Vàng của em đẹp, em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.